Ở nhà nha, hôm nay thì kênh Thác TV2 xin tiếp tục chia sẻ đến cho tất cả quý vị và các bạn một cái sản phẩm, đó chính là cái túi để mà chúng ta đựng điện thoại, đựng đồ khi mà chúng ta chạy xe ngoài mưa ngoài gió này nọ ha, rất là tiện lợi đó. Thì hôm bữa giờ thì tôi cũng gặp rất là nhiều khó khăn khi mà đi vòng thành phố Hồ Chí Minh ấy, tìm đường nó khó khăn quá. Bây giờ thì mình sử dụng Google Map chẳng hạn vậy đó, rồi trời mưa trời gió chúng ta nhìn vào cái sơ đồ đó, chúng ta đi theo cái Google Map là được ha. Thì mình sử dụng bằng cái này nhiều khi trời mưa đó. Thì bây giờ mình sẽ tháo nó ra, đây nó sẽ có bao nhiêu ngăn chúng ta xem nha, hay là nó chỉ có sử dụng điện thoại không. Đây là chúng ta bỏ điện thoại vào đây này, như thế này cả nhà đó, như thế này ha. Đó. Đó, rồi chúng ta có thể cảm ứng được luôn nha cả nhà. Đây, đó, nó chạy cảm ứng luôn nè. Đó, rồi khi mà chúng ta chạy thì chúng ta để được trước gì, trước mặt gì là chúng ta có thể thấy được điện thoại, chúng ta có thể điều khiển nó vẫn được. Rồi, ngoại trừ cái chỗ mà để điện thoại này thì ở bên này nó còn có một cái ngăn nữa. Nó còn có một cái ngăn nữa, đây là cái ngăn mà chúng ta để bóp, để ví, để này, để nọ điện thoại rồi. Các cái nói chung là có các cái phụ kiện gì đó mà chúng ta ví dụ như là dây sạc, cục sạc dự phòng gì đó, chúng ta có thể để bên này nè. Đấy, rất là tiện đó. Thì nhiều khi là chúng ta để cục sạc dự phòng bên này mà điện thoại nó hết pin, rồi chúng ta chạy đường dài sợ nó hết pin thì chúng ta có thể ghim trực tiếp vào luôn cũng không sao ha. Đó thì rất là tuyệt vời, một cái vỏ nó rất là gọn nhẹ. Đấy, thì cái cách sử dụng là ở trên cái chiếc xe của chúng ta đúng không, chúng ta cứ để như thế này trước mặt như thế này nè, nó có hai cái tay, nó có hai cái tay ra đó. Thì đây này, cầm gì này đúng không, tương tự như thế thì cũng có hai cái tay ra. Thì đây chúng ta cứ ngoắc vào và chúng ta nối vào và chúng ta đưa xuống như thế này đó. Đây đó, đây là một tay và bên này là một tay. Ở đây thì không có chiếc xe cho nên tôi làm như thế thì chắc các bạn cũng đủ hiểu rồi ha. Đó, như vậy đó, nhìn nó nói như thế này nè. À, là ở đường trước này chúng ta quan sát được rồi. À, tùy theo cái chiếc xe, ví dụ như chiếc xe mà cao rồi các bạn ngồi cao thì các bạn có thể là rút ngắn cái dây này ngắn lại cũng được, hay là tùy theo, nói chung là tùy theo các bạn điều chỉnh nha cái dây này biết rồi. À, thì đó chính là những cái chia sẻ mà Thái TV 2 muốn gửi đến cho tất cả quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn một ngày mới thật là tràn đầy năng lượng và thành công trong cuộc sống nha. Xin chào, nhớ đăng ký một kênh để kênh Phát Triển Tạo Động Lực làm những video phát tiếp mới tiếp theo nha. Xin chào nha.